Tiếp tục vào việc anh chị ơi, căn nhà này thành phố Di An, ở đây là vị trí đẹp và cái khu dân cư này cũng đẹp luôn anh chị. Căn nhà lầu này của chị 3,19 đỏi là chưa tới 3,2 tỏi, chưa tới anh chị nha, mà còn nói chuyện chính chủ, gặp chính chủ nói chuyện, tại vì em Hải chỉ làm việc chính chủ thôi. Với kết cấu một trệt một tầng lầu mái chữ A của chị ạ, một cái khu dân cư đẹp, người ta đã ở kín rồi. Ở đây quý chị, mình phải xem những cái thước phim hết sức thực tế như thế này. Con đường này 12 mét cả vỉa hè. Ở trong đây quý chị thấy không? Cứ nhà một trệt một lầu đều như nhau. Sổ hồng riêng anh chị nhá. Ở đây này quý chị, cửa sắt bên ngoài, sân xe máy ở đây. Chỗ này nhá, ngã tư Chiêu Liêu, ngã ba Cây Điệp, hai cái địa thế đó. 1 km quay đầu anh chị, nghĩa là căn nhà của mình sẽ nằm giữa hai cái khúc đó. Nằm ngay giữa luôn quý chị. Chỗ đây là gần với trục đường Lê Hồng Phong, đường Mạch Thị Liếu luôn quý chị nhá. Kế bên, một căn nhà đã qua sử dụng nhưng anh chị ơi, muốn đẹp đúng không ạ? Chỉ cần sơn sửa thôi. Hiện trạng bây giờ thì vẫn còn mới đó, nhưng mà muốn mới hơn thì mình phải sơn lại, bỏ ra khoảng 10 củ gì đó mình sơn lại cái đẹp luôn. Với phương châm review là đúng, đủ, chính xác, minh bạch và công khai. Nói một cách nhanh gọn hơn là đúng, đủ, chính xác, minh bạch, công khai. Review không sai, không làm mất thời gian của ai. Anh chị cứ đăng ký kênh mà xem video hàng ngày với chị nhá. Phòng khách mình mới nói nha, vào đây bếp ăn nào quý chị. Ở đây là phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương quý chị. Phường Tân Đông Hiệp, anh chị lưu ý giúp em, bếp ăn đây. Ở cuối đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh của mình. Anh chị ơi, ở trên thị trường kiếm một cái khu dân cư như thế này ở khu vực phường Tân Đông Hiệp mà chưa tới 3,2 tỏi mà nhà đẹp, quyết đoán quý chị. Lên lầu rồi quý chị. Ở trên này sẽ có phòng thờ riêng, hai phòng ngủ riêng luôn anh chị. Mình xem cái nhà vệ sinh trước đi quý chị. Ở đây là trên lầu rồi nhá. Bước qua bên đây sẽ có một cái phòng ngủ phía sau, có cửa sổ cho anh chị mình luôn. Phòng ngủ này cũng khá là to. Phía trước này sẽ thêm phòng ngủ, phòng thờ này quý chị. Phòng ngủ số 2. Các phòng ngủ này sẽ để lại cho anh chị mình cái máy lạnh này. Cửa ở đây là cửa gỗ anh chị nhá. Phòng thờ ngay phía trước. Căn này hướng tây bắc, anh chị nằm ở tây tứ trạch là hợp. 61 m², thổ cư hết quý chị. Ngang 4, dài hơn 15 m một chút xíu. Ngã tư Chiêu Liêu, ngã ba Cây Điệp là căn nhà mình ngay dưới quý chị nhá. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc. Em xin cảm ơn.